Ủa, hôm nay đi mai được nhiều rác quá vậy, mình vứt bớt rác đi xem nào. Tôi thấy mấy rác rồi đi. Ơ chết rồi, vẫn nhầm cái kiếm xuống rồi. Ôi thôi hỏng rồi. Ơ, vẫn còn cái kiếm này. Ủa mày quá. Xin chào anh em, thì anh em vừa được chứng kiến một trong những khả năng của đồ Netherite. Và bây giờ mình sẽ nói thêm về một số thứ về đồ Netherite này. Và anh em có thể thấy khả năng kháng đạn nó cực kỳ tốt luôn. Và chúng ta bắt đầu tới video thôi. Thì đồ Netherite căn bản là những cái đồ Diamond được nâng cấp lên, và mọi thông số đều lớn hơn đồ Diamond. Nghĩa là độ bền của nó là 2031 trên những cái tour này đều lớn hơn đồ Diamond. Và giáp cũng cứng hơn đồ Diamond. Và nó kiếm này thì đam to hơn, rìu thì chặt gỗ nhanh hơn và đam cũng to hơn luôn. Pickaxe thì đào đá nhanh hơn, cái xẻng này đào đất nhanh hơn tất nhiên rồi. Nhưng mà riêng cái hoe này thì đây là một thứ đồ xa xỉ, và ngoài việc là nó cứng hơn cái hoe Diamond này, nó chẳng có tác dụng gì. Và ngoài ra cái giáp Netherite này nó còn, các bạn có thể thấy trên màn hình, nó còn cộng một khả năng chống bật ngược lại, và nó cũng cứng hơn là đồ Diamond, chặn được nhiều đạn hơn. Và sau đây mình xin được phép test tốc độ của hai cái cúp. Khỏi cần nói gì nhiều về tốc độ sử dụng của mấy cái đồ này. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn về khả năng chịu đòn của cái giáp này. Mặc dù là hai cái giáp nó ghi cùng một số lượng armor giống nhau nhá, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy thử so sánh hai cái giáp xem, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn luôn. Bây giờ mình sẽ mặc sẵn giáp kim cương trước và chuyển sang chế độ survival. Sẽ đứng đây. Nhưng còn với giáp Netherite thì sao? Bắn thoải mái, sao về xoắn. Các bạn có thể thấy không mất một máu nào luôn, và khả năng bật ngược lại của mình gần như là không. Thì trước khi các bạn có thể tạo được những cái đồ Netherite thì chúng ta cần phải có một thứ gọi là Ancient Debris. Cái này tìm khá là khó trong Nether. Tại vì sao? Độ hiếm nó cực kỳ cao. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó rải rác ở tất cả các cái level từ thấp nhất đến cao nhất. Nó không như kim cương ấy, chỉ thường ở dưới sâu lòng đất thôi. Cái này thì có thể ở từ trên xuống dưới của cái Nether đều có, nhưng mà thường ở dưới thì sẽ có một mỏ đi cùng hai ba cái. Còn mình thì trước giờ mình chỉ đào được một cái một thôi, khá là hiếm. Và mình cũng sẽ làm một cái clip về cách để đào để kiếm được thật nhiều Ancient Debris. Có một thứ khá là hay ho của Ancient Debris đó là nó không bị cháy khi rơi xuống lava. Điều này sẽ giúp các bạn mine cái này dễ hơn mà không phải lo lava đó. Và sau khi các bạn đã có được Ancient Debris rồi thì các bạn cần phải cho chúng vào trong một cái Blast Furnace hoặc là Furnace bình thường. Thì chúng ta sẽ có Netherite Scrap. Để tạo một quặng Netherite chúng ta cần 4 vàng và 4 cái thứ này, các bạn sắp xếp như nào cũng được. Mình sắp xếp này đi. Đó, chúng ta có Netherite, quặng Netherite. Và chúng ta không thể tạo đồ bằng cách đơn giản như thế này được. Đó, nó sẽ không ra cái gì cả. Và như thế thì nó cũng khá là đắt đỏ, đúng không? Tại vì cái quặng Netherite này làm cực kỳ khó luôn. Thì chúng ta cũng cần đồ kim cương để nâng cấp lên, và chúng ta cần một cái smithing table. Ở đây mình có smithing table và một miếng đồ kim cương thôi là đủ. Giả sử mình muốn nâng cấp cái này lên đồ Netherite thì mình chỉ việc cho một đồ kim cương cộng một cái quặng Netherite vào, chúng ta đã có một cái đồ Netherite của nó, và nó cũng sẽ tăng được một ít độ bền. Và tương tự với một số công cụ khác như là kiếm này, mấy cái đồ này nó cũng làm tương tự như thế. Đây mình sẽ làm luôn cho anh em xem. Khá là đơn giản để kiếm mấy cái này. Nhưng mà nói thôi chứ kiếm được một cái quặng Netherite này cũng đã rất là khó rồi. Và còn một thứ nữa, nếu mà các bạn enchant nâng cấp một cái kiếm đã được enchant thì các bạn sẽ được cũng được một cái kiếm đã được enchant. Khá là hay.
Và nếu kiếm mà các bạn bị hỏng thì sao? Rất đơn giản, các bạn chỉ được cho vào cái anvil và thêm một miếng netherite ingot. Tất nhiên là cái này nó cũng không rẻ gì cả, và các bạn sẽ lại được thấy cái kiếm của mình y như mới. Và còn một điều nữa mình muốn nói cho anh em, đó là quặng netherite hoặc là netherite scrap đều không thể bị cháy dưới lava, kể cả những cái đồ mà chúng tạo ra được nó, tất cả mọi thứ luôn, kể cả giáp lẫn công cụ. Và nếu các bạn rơi xuống lava với giáp bình thường các bạn sẽ bị mất độ bền, nhưng mà với giáp netherite thì không, chúng ta hoàn toàn có thể giữ nguyên độ bền nếu mà rơi vào lửa. Nhưng mà một thứ khá là hay ho đấy là chúng ta vẫn bị dính lửa. Còn một điều nữa về đồ netherite là khả năng enchant nó bá đạo hơn. Nghĩa là sao? Bạn vừa có thể có khả năng được enchant ngon hơn, bạn vừa có thể có khả năng được nhiều enchant hơn. Và bây giờ mình sẽ thử so sánh khi mình enchant random 3 cái kiếm netherite và 3 cái kiếm diamond cho các bạn xem. Sharpness 4, cực kỳ ngon luôn. Sharpness 4, ăn với kinh 3, knockback 2 cũng khá ổn, không đến nỗi nào. Cái này thì khá là cùi. Đó, cũng chỉ được như thế thôi. Nhưng mà khả năng enchant của đồ netherite không bằng đồ bằng, không bằng đồ vàng được. Đó, và chúng ta hãy cùng so sánh 3 cái này xem. Và như vậy là chúng ta có kết quả hoàn toàn dành cho đồ netherite rồi. Đồ enchant được khá là ngon luôn. Và nó không chỉ áp dụng cho kiếm, nó áp dụng cho cả giáp với cả mấy cái đồ linh tinh như thế này này, mấy công cụ này. Và còn một điều nữa về netherite, đó là nếu các bạn đặt netherite block xuống, nó có tiếng khá là giống kim loại. Và nó cũng có thể hoạt động như một khối kim loại kích hoạt beacon. Đó. Và anh em cũng có thể sử dụng quặng netherite để kích hoạt beacon bên trong nó. Đó. Khá là hay.